Bạn đang có nhu cầu mua ạc liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Chào mừng các bạn đến với kênh đệ tử. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi về con tướng Squid với một bộ trang phục cực kỳ mới luôn, chính là thỏ siêu quậy. Có một cái điều đặc biệt chính là anh bạn Narok. Anh ta tôi không biết được rằng anh ta là người Đài Loan hay là người Trung Quốc, hay là anh ta học tiếng Đài Loan Trung Quốc. Mà ở những giai đoạn đầu của trận đấu, anh ta đã sử dụng một số từ ngữ, nó thể hiện nên cái ngôn ngữ của người Đài Loan hay là người Trung Quốc đó. Tôi không có biết những cái ngôn ngữ này, cho nên anh em nào biết anh em hãy nói cho tôi biết. Anh bạn Narok là người gì nha? Anh ta đang sử dụng ngôn ngữ gì nha các bạn? Lúc nãy thì các bạn có thể thấy được rằng anh bạn Badum đã có những cái tình huống lộn xào đến từ anh ta. Khi mà mới có level 1, anh ta đã lên cho mình cái chiêu 2 địa chấn. Đó là một điều cực kỳ sai lầm. Khi mà các bạn chơi con tướng Badum này đây, Badum đang núp lùm ở đây. Điều thuyền cô ta phát hiện điều đó hay gì đó. Cô ta đang ôm trụ cực kỳ tốt đi. Cô ta đóng băng rồi. Badum hất tung thành công điều thuyền. Điều thuyền bị mắc kẹt. Một cái tốc biến được dùng, nó rốc bay tới sử dụng Gurit né được lượng sát thương và đóng băng của điều thuyền cực kỳ tốt đi. Một pha xử lý rất là tinh tế đến từ người đi rừng của chúng tôi. Tenat, cô ta lộn vào nền rồi. Cô ta đang bị băng trụ. Cô ta tốc biến đi. Cô ta né được lượng sát thương. Một chấm máu nữa, cái bồi thẩm đồ và chấm dứt được Tenat tìm bạn luôn. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ có được cái trụ đây. Rất tuyệt vời đến từ người đi rừng của chúng ta. Narok đang thi đấu với một cái tâm thế rất là tốt, rất là đã. Và chúng ta đã lên được cái món trang bị là dài du một rồi. Tulen solo kill cùng với Rath ra. Narok thấy vậy bay tới chém nhưng chưa che đủ sát thương. Tulen giết được Rath huyền dương team mình. Nhưng số phận của anh ta sẽ ra sao đây? Anh ta cũng đã phải gục ngã. Điều thuyền thấy vậy xách dép bỏ chạy. Chạy đi em ơi. Cô ta bị làm chậm gần như là liên tục. Nhưng cô ta vẫn đang cọ nhây. Một mình cô ta đang cân hai gì đó. Tôi không thấy đường bình luận nữa. Nhưng không sao cả. Tôi đang set up lại một số thông tin để giao tranh. Và điều thuyền cô ta vẫn còn sống. Tenat cũng vậy. Narok lượng máu không còn nhiều. Dính vào kích nổ rồi. Anh ta đứng đó và tử trận. Chắc chắn là như vậy. Dính cái kiếp nổ khi mà lượng máu của anh ta còn vỏn vẹn một máu mà thôi. Anh ta chọn giải pháp là hy sinh tại nơi kia. Và team của đệ tử mất đi hai người. Chúng ta sẽ nói qua sơ một xíu về cái phần bộ kỹ năng của con tướng Swift này nha. Rath đang núp lâm, có cả nội tại lô điện đến sự Tulen. Đệ tử tạm thở rồi, cái tả super độc đẩy về nhưng nó không hề thấm thía gì cả. Nó chỉ lấy đi 1000 máu của Tulen mà thôi. Tại sao cái tả super độc nó lại yếu như vậy thế nha? Lữ bố đang đẩy, chúng ta sắp có được một trụ rồi. Cái lợi thế về mặt lượng trụ vẫn chưa có, Lữ bố vẫn chưa đẩy được. Ngộ không đang đến trấn thủ, đệ tử vẫn đang farm lính đây này. Những tình huống kiểm soát tầm nhìn là cực kỳ tốt đến từ quân bài Badum, cũng giống như Rath Huyền Dương. Họ đang thực sự là một con mắt di động trong trận đấu này. Đợt lính đang tràn vào, Tulen đang hỗ trợ, đệ tử đang băng trụ. Đậu xanh nó tốc biến đi, Phoenix phía sau, một cái hồi máu nữa. Đệ tử dùng chiêu cuối, pháo cao xạ được dùng, nhưng không trúng ai cả. Nó chủ yếu làm màu mà thôi, vẫn đang cấu rỉa từ xa, làm chậm và làm chóng được Phoenix tìm bạn. Nó rốc đôi mất tiêu rồi, anh ta đang tới, anh ta đang quẩy, anh ta sử dụng cương quyết nhưng nó không hề thấm thía gì cả. Rất khó chịu, rất là trâu. Cái ngưỡng sức mạnh của con tướng Narok vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ để có thể tạo được một cái gì đó gọi là áp lực cho những thành viên team bạn. Team chúng tôi đang tập trung rất đông tại đây. Những cú đấm chân không nó cực kỳ chuẩn xác. Lữ bố solo kill cùng với Phoenix. Và lữ bố nằm xuống. Tại nơi kia Narok đang tới cũng đã báo thù thành công rồi. Rất tuyệt, không sao cả. Hãy cố gắng đẩy trụ đi. Tôi hy vọng rằng anh bạn Narok có thể sơ tái được cái trụ tại khu vực đường trên đó. Nhưng anh ta chọn giải pháp là đi ăn con bùa rồi. Tại nơi kia Tulen đang quẩy, cái lôi điện tiếp tục có được địa bao gồm. Số phận anh ta sẽ ra sao? Anh ta đang bị mắc kẹt, anh ta quyết tâm trở về được. Anh ta chạy về được hay không đây? Chúng ta cùng nhau chờ xem. Anh ta đang chạy dù bụi chuối và Rath cũng đang tiến tới bụi chuối. Anh ta đi vào vách núi rồi. Cả hai đứa đó đang làm cái gì đó rất đắm đuối. Đệ tử đang nhảy tới và cho anh bạn Tulen một ngậm muối. Ok con dê, một địa bao gồm đầu tiên thuộc về chúng ta. Wow, đường giữa lại tiếp tục xảy ra giao tranh. Narok mắc kẹt luôn. Anh ta không còn bất kỳ một kỹ năng gì để có thể tháo chạy cả. Badum đang tới. Badum sẽ đủ sức để có thể trấn thủ cái đường giữa tại nơi kia. Về mặt lượng trụ, cả hai bên đang có sự hòe hoãn với nhau. Lữ bố và Ngộ Không solo kill với nhau à. Lữ bố hãy cẩn thận. Tại vì trong phiên bản này tôi thấy được rằng cái sự bá đạo của con tướng Ngộ Không là cực kỳ ghê đó nha. Nói tiếp về cái vấn đề của chúng ta về cái phần bộ kỹ năng của cái con tướng Swift này đi.
thì tôi thấy được rằng cái nội tài của nó tương tự như là của mập địch bị em nè. Ô khỉ khô, chạy đằng nào đây, đặt chiêu cuối đây nè, ép góc được người ta, anh ta đi lộn xào một lần nữa và cái chiêu địa chấn giết được khỉ khô. Rất tuyệt vời, đồng đội đang tới báo thù, làm chóng và làm chậm. Lữ Bố và nhảy tới bằng phương thiên hỏa kích, cái địa chấn chật lớn luôn rồi. Rách đang tới, hậu miên tiện trúng một lần nữa, tên Rách vẫn đang được bắn, đậu xanh ở đồng đội đã mất tiêu hết rồi. Hết mana rồi mấy ông nội ơi, vẫn đang bị nã bằng ưng nhãn, một cái tóc biến né được lượng sát thương, dính vào kích nổ rồi, một chấm máu nữa, có còn cơ hội sống không? Chắc chắn là còn, chắc chắn là còn. Rất tuyệt đi, nã róc ơi, giết đi. Đây là cơ hội cực kỳ tuyệt vời cho anh ta vét. Anh ta nhảy tới bồi thẩm đo nguồn cơn rắc rối, tiêu diệt được Tenax đi bàn. Anh ta đã vét mạng thành công. Tôi hy vọng rằng anh ta có thể lấy được trụ. Đợt lính cũng đang tràn, nhưng có sự hiện diện của Phoenix và Diêu Thiền, có thể rằng anh ta sẽ phải bỏ cuộc tại nơi kia. Chắc chắn là như vậy. Cái lợi thế đẩy trụ vẫn chưa có, và chúng ta vẫn đang hoàn toàn bị cô lập. Hãy nhìn cái KDA của cả hai team, nó đang là hồi hoảng với nhau. Đợt lính đang tràn, đây là cơ hội cho chúng ta lấy đầu hay không đây. Nhưng chiêu cuối của quân bài Phoenix nó dọn lính cực kỳ tốt. Chúng ta khó mà có thể băng trụ cho những tình huống như này. Con xe vẫn còn một lượng máu ít ỏi, có thể nào băng trụ được không? Cái trừng trị của Phoenix luôn, nó rất bay tới, mắc kẹt một lần nữa. Ba đâm bị đóng băng và team bạn bật ngay chiêu cuối Điêu Thiền, chấm dứt được ba đâm team của chúng tôi. Ok, Narok vét màn một lần nữa bằng cái đòn gương huyết, bị đóng băng rồi, Narok dính chưởng rồi, nhưng đệ tử đang được vét màn và chúng ta tiêu diệt được Điêu Thiền. Con xe đang tới, Phoenix cũng đang tới, lượng máu không còn nhiều, băng trụ được không đây? Lại tiếp tục là chiêu cuối của Phoenix, rất khó chịu phải nói là như vậy. Phoenix anh ta có một cái chiến thực chơi cực kỳ tốt luôn các bạn ạ, đậu xanh nó rát chết luôn rồi. Nói tiếp về cái phần bộ kỹ năng của con tướng Sweep này nha. Cái chiều khỉ làm gì đây? Khỉ anh ta băng trụ luôn à? Khỉ anh ta muốn chơi hậu báo đây, anh ta sử dụng cái gậy như ý trụ bắn anh ta và anh ta cũng đã phải nằm xuống, anh ta bỏ mạng tại nơi kia. Anh ta có một tình huống rất hậu báo, tôi không hiểu tại sao khi mà khỉ á nó tàn hình nó chui trong trụ, chúng ta dùng cái chiều pháo vô vô, cái ngưỡng, cái tầm của pháo vô vô nó không trúng, nó không có đụng chạm gì lên khỉ các bạn ạ. Mình nghĩ rằng cái pha đó là mình sẽ sống, bởi vì mình tưởng tượng rằng cái pháo vô vô nó sẽ chạm được khỉ và nó làm chậm, làm chón được khỉ một khoảng thời gian. Khi đó trụ sẽ bắn và chúng ta có những cái phát bắn đại bác đến từ cái chiêu 1, tức là pháo động năng, có thể hạ gục được khỉ. Ai dè chúng ta đã phải nằm xuống tại nơi kia. À, hôm nay là ngày 25 tháng 11 đó anh em, là ngày sinh nhật 2 tuổi của Rana Liên Quân. Không biết là anh em đã có tham gia những cái sự kiện hôm nay chưa nha. Hôm nay sẽ chính thức bắt đầu có những cái sự kiện cực kỳ lớn nè. Và chúng ta hãy tham gia, vì biết đâu được chúng ta là may mắn đâu. Chúng ta sẽ nhận được những cái phần quà vô cùng giá trị đó thì sao. Rất là dễ chơi đúng không mà. Team bạn vẫn đang tràn tới, họ đang có 3-4 người gì đó. Một cái tóc biến bắt buộc đệ tử phải dùng chiêu cuối, Rách knock out lên, đẩy đợt lớp rồi. Phoenix team bạn tóc biến một lần nữa gì đó. À không, anh ta sử dụng cái đẹp điện và thoát được cái kỹ năng đó. Team chúng ta lại tiếp tục mất một người nữa rồi. Trận đánh nó ngày càng trở nên căng thẳng. Rồi chúng ta chỉ mới giết được 3 mạng thôi. Nhưng không sao cả, cái ngưỡng sức mạnh của chúng ta nó đang ngày càng được thăng tiến. Và có một cái điều tôi cảm thấy hơi là lo lắng, chính là có hai ông nội trong trận đấu này, chính là ông nội Ba Đâm với ông nội Rát Quyền Dương. Ông liên tục có những cái tình huống đi lộn xào, thì tôi cảm thấy hơi bị lo ngại về vấn đề đó. Tenax sử dụng ưng nhãn chưa? Cô ta sư sử dụng ưng nhãn, nhưng có sự hiện diện của Phoenix liên tục đặt cái sóng từ trường cực kỳ chuẩn xác. Pháo cao xạ được triệu hồi và giết được Phoenix tiêm bạn rồi. Một khi Phoenix chết thì chúng ta có khả năng có thể tràn lên, nhưng hai ông nội kia lại chết nữa. Chúng ta sẽ nói qua sơ một xíu về combo chuẩn solo kill cùng với Tulen rồi. Tulen sử dụng lôi điệu, knock out lên, Grumit được dùng, anh ta vẫn đang nã. Phía sau chính là Tenax chưa làm chóng từ cô ta và chúng ta vẫn sống. Narok đã phải bỏ mạng tại nơi kia. Rất khó chịu. Anh bạn Rat cùng với ông nội Ba Đâm, hai người họ thay phiên nhau chết mạng các bạn ạ. Họ liên tục feed mạng và những gì chúng ta có thể làm bây giờ là cố gắng farm thôi. Cái khả năng gánh team của tôi với con tướng này tôi không biết nó như thế nào, bởi vì con tướng này tôi chơi không nhiều, chỉ tầm khoảng chừng 3-4 trận thôi các bạn ạ. Tôi hơi bị lo sợ về trận đấu này đây. Mặc dù có anh bạn chơi Narok với cái kỹ năng của mình cũng tương đối ổn mà thôi, ở đầu trận anh ta chơi khá là hay. Nhưng dạo thời gian gần đây tôi thấy được rằng anh ta có những cái thao tác lộn cái bờ hơi bị nhiều rồi. Con rồng lộn đã bị ăn rồi. Đây là con rồng phút thứ 9 và họ vẫn chưa có được quyền năng hắc ám. Nhưng lợi thế xanh xao đang thuộc về họ. Chúng ta vô cùng lo lắng đây. Điêu Thiền đang trong bụi chuối. Lữ Bố làm chậm được, nhảy tới và con người xích thố. Điêu Thiền sống đằng nào đây? Điêu Thiền bật chiều cuối đóng băng. Đóng băng được hai người rồi. Khỉ khô đang tới. Tu Len cũng vậy. Tu Len sử dụng lôi điệu. Đệ tử né qua tường. Đệ tử đang được bắn. Dùng chiều cuối. Làm chỗ ra không? Không trúng ai cả. Khỉ khô tàn hình. Phát bắn nội tài. Giết được khỉ khô tìm bàn. Và đồng đội tìm chúng tôi chết đi ba người. Bá đạo dành cho chúng ta. Chúng ta có được một vị trí bắn cực kỳ tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc thay là cái chiều pháo cao xạ
nó không gây ra được quá nhiều cái lợi ích, nó không mang lại quá nhiều cái tác dụng các bạn ạ. Cái chiêu cuối pháo cao xạ của mình đặt sai vị trí, và một cái đầu nữa đã phải mất đi. Narok vẫn đang chơi đúng với cái chiến thuật của mình. Đây là giai đoạn gần cuối trận đấu rồi, cho nên anh ta đã đổi sang một cái phương án là tiến hành đẩy lẻ. Tôi hy vọng rằng cái phương án của anh ta nó sẽ khả thi. Chơi chất tướng sweep này đó, có một cái combo chuẩn, combo đơn giản thôi là 2, 3 và 1. Cái chiêu 1 á anh em đừng có dùng vội nha, tại vì nó là cái kỹ năng duy nhất để tạo nên cái sự cơ động cho chúng ta. Chúng ta có thể dùng nó để né kỹ năng của đối phương hoặc là di chuyển đến những vị trí thích hợp hơn nha anh em. Team bạn đang trong bụi chuối rất đông, ba đâm lao tới, một hành vi rất quả cảm, anh ta bị đóng băng một lần nữa. Chiêu cuối của Phoenix, khí khô móc đích phía sau, đệ tử tóc biến ngược trở lại, móc đích là khí khô và khí khô dãnh của tổ rồi. Khí khô chết đi rồi, nhưng hai ông nội kia cũng đã chết luôn rồi. Đệ tử đang được bắn lên Tenat, Tenat một chấm nữa, cô ta bị làm chậm rồi. Tu lên móc đích phía sau một lần nữa, Phoenix team bạn vẫn đang nã lên người đệ tử, máu lượng sát thương không thể nào tồn tại được lâu và lên. Vậy rồi, cái con Phoenix nó bị nổ sát thương đến từ cái nội tại của chúng ta tên gì đó quên mất tôi biết điều rồi. Narok đang biến về một trụ đường lính siêu cấp, có phải nổ hay không đây, chúng ta cùng nhau chờ xem. Chắc chắn sẽ nổ rồi, không thể nào tồn tại được lâu, nhưng Zenat cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Narok vừa về kịp, anh ta giết được Zenat và team bạn đã có được một đường lính siêu cấp. Tulen làm gì đây? Narok chỉ có thể ôm trụ mà thôi. Badum lại tiếp tục hậu báo, bật cho mình cái địa chấn, làm chậm rồi. Narok vụ đi, anh ta chưa lên kịp, tiếp tục anh ta bay vào. Rat knock out được Tulen, Tulen vẫn sống, anh ta quá trâu, anh ta vẫn không đang tồn tại. Anh ta lấy gió, Rat đấm đi đậu phộng, ông đấm trật lất luôn rồi. Nội tại lâu điện lại có một nữa, khỉ con đến hỗ trợ, khỉ con giết Narok tim bạn. Mà Rat chạy về đường nào đây, không biết có chạy được không? Ông nội Rat, ông đấm gần xịt như vậy mà ông còn đấm hụt nữa các bạn ạ. Rất khó chịu, những tình huống đi lộn xào liên tục được diễn ra đến từ con tướng Badum cũng giống như là con tướng Rat Quyền Dương. Ông Phil, ông hiến mạng nãy giờ là 7-8 mạng luôn rồi các bạn ạ. Badum lại tiếp tục lộn xào nữa nha. Anh ta ỷ mình ra một tăng cơ, anh ta ỷ mình là một con trâu, anh ta ỷ rằng mình rất trẻ và anh ta muốn làm gì thì làm. Có vẻ như anh ta quá tự tin về cái sức mạnh của mình rồi. Lại tiếp tục là một con mắt di động đi thám thính xung quanh tâm hình. Tôi nghĩ rằng team bạn có thể nào ăn con ta thần Caesar hay không? Khi mà team bạn đang có con tướng Phoenix, cái khả năng ăn rừng là cực kỳ nhanh. Thực sự mà nói trong trận đấu này tôi rất là lo các bạn ạ. Không phải tôi lo về mặt chỉ số đâu, mà tôi lo cho ông nội Badum với lại ông nội Rat Quyền Dương. Bởi vì đây là giai đoạn cuối trận đấu rồi, Rat bị dí rồi kìa. Phoenix tấn công lên Rat là gì đó, Rat anh ta bạn bỏ chạy, thiếu người rồi, anh ta bị nổ sát thương mà team chúng ta không đủ người, rút lui. Ông nội Badum về đi ông nội ơi. Ông nội lao tới rất quả cảm một lần nữa, ông muốn hiến thân và ba thành viên của team đệ tử bị hủy diệt hoàn toàn. Đầu phòng nên làm như thế nào đây? Kỳ tích có liệu rằng xảy ra đến với chúng ta hay không? Chúng ta cùng nhau xem đệ tử có thể nào chống cự được không với sự hiện diện của Lữ Bố tại đây. Team bạn họ vẫn còn đầy đủ lực lượng và chúng ta chỉ có thể cấu rỉa từ xa bằng cái chiêu cuối pháo cao xạ mà thôi. Ưng nhãn được dùng rồi, đợt lính cũng đang tràn vào, chiêu cuối của Venice luôn, lính siêu cấp đang tràn vào. Điêu thiền tóc biến đi, đậu phộng đó, chạy đi, lôi điểu được dùng, bye bye em yêu. Xong Vin chạy dinh luôn rồi, ông nội Rat xuất hiện, không giết được Tulen luôn. Và trận chiến của chúng ta chấm dứt, chúng ta nhận về một cái kết cục chữ lót và bá lửa luôn rồi. Đậu xanh nó Badum, đậu xanh nó Rat Quyền Dương. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em một ứng dụng giúp anh em leo hạng dễ dàng, đó chính là Hubo. Ứng dụng này có tính phí nha anh em. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hello mọi người, đặt hẹn leo rank của mình nhé. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào.